câu hỏi nho nhỏ. Không biết là các bạn đang xem video clip này nghĩ gì về vấn đề sống thử nhỉ? Câu này thực sự là một câu hỏi khó, bởi vì cô biết là sẽ có rất là nhiều luồng tranh luận đúng không? Có người thì sẽ cho là em nghĩ sống thử rất là xấu và không nên làm. Nhưng mà có người lại nghĩ là sống thử là một việc tốt, bởi vì nó giúp cho ta tìm hiểu nhau kỹ hơn trước khi đi đến hôn nhân. Vậy thì các bạn có để ý là mỗi người chúng ta đều có một quan điểm, có một ý kiến nào đó liên quan đến một vấn đề nhất định. Vậy thì mỗi cái quan điểm, mỗi ý kiến đó sẽ rất được các giám khảo IELTS sử dụng vào trong đề thi của mình. Các bạn có thể thấy phần writing của mình, người ta thường xuyên bắt mình đưa ra quan điểm đúng không nào? Chẳng hạn các bạn có thể gặp một số đề, ví dụ như là học sinh thì thường phải mặc đồng phục để đi học. Các bạn suy nghĩ gì về điều này? Vậy đó cũng là một bài văn để chúng ta có thể trình bày được quan điểm hay ý kiến của mình. Vậy mỗi lần nói về quan điểm hay ý kiến, ta thường sử dụng những chữ nào? Chữ cơ bản và đầu tiên nhất chính là chữ idea, phải không nào? Idea bên cạnh là ý kiến thì nó còn có nghĩa là ý tưởng nữa, tức là những điều mà tụi mình có thể nghĩ ra để làm một cái hành động nào đó. Đối với idea thì bởi vì nó quá quen thuộc rồi, cô lại muốn dẫn cho các bạn một từ vựng khác đặc biệt hơn cơ. Ví dụ cô có từ vựng perspective. Không biết là các bạn đã bao giờ gặp qua từ vựng này chưa, nhưng hầu như những loại tiếng Anh học thuộc và cao cấp, người ta rất hay sử dụng từ vựng này chứ không phải là idea đâu. Các bạn hãy cùng cô phát âm chữ này nha. Cô có perspective. Very good. Một lần nữa với cô nào. Perspective. Good job, đúng rồi. Vậy thì hãy nhớ trong những lần sau đừng sử dụng idea nữa, mà hãy viết chữ perspective vào trong bài thi của mình để khiến cho nó trở nên nổi bật và đặc biệt hơn nhé. Được quan điểm của mình, cái perspective của các bạn, thì thông qua quan điểm đó người ta có thể nhìn thấy được thái độ và lập trường của em đúng không nào? Thái độ và lập trường ở trong tiếng Anh sẽ là chữ stance. Đúng rồi, đây là một trong những từ vựng mà chắc là các bạn rất là ít gặp, bởi vì từ vựng này chỉ có trong những văn bản mang tính chất trang trọng mà thôi, nó cao cấp học thuật mà thôi. Nhưng IELTS các bạn thấy đấy, nó là một trong những đề thi mang tính chất học thuật rất cao, vậy nên từ vựng này hiển nhiên là sẽ xuất hiện rồi. Các bạn hãy cùng cô đọc từ vựng này nhé. Nó là stance. Good job, thêm một lần nữa đi nào. Yes, đúng rồi, nó là stance. Very good. Rồi, vậy thì những từ vựng về thái độ này, lập trường này, quan điểm tụi mình đã cùng nhau nói hết rồi. Tất cả những thái độ, lập trường, quan điểm, ý tưởng vân vân của tụi mình tạo thành một cái ideology. Ideology là một từ vựng chu choa cao cấp lắm, nó có nghĩa là hệ tư tưởng. Có phải chăng là những gì mà các bạn đang suy nghĩ này, những thái độ của các bạn đối với một vấn đề nào đó, nó thể hiện lên được hệ tư tưởng của các bạn, nó là ideology, phải không? Vậy thì đối với từ vựng này, chắc là các bạn sẽ rất ít khi nào sử dụng trong phần thi writing, nhưng cứ hãy học nó, bởi vì rất có thể là nó sẽ xuất hiện trong phần thi reading của mình đấy. Quay trở lại vấn đề về sống thử lúc nãy, các bạn thấy là có người sẽ nghĩ là ồ, vấn đề này là nên làm, nhưng có người thì lại nghĩ là không nên làm. Bạn thấy là một trong những yếu tố tác động lên cái quyết định và cái quan điểm của các bạn chính là tôn giáo và tín ngưỡng, phải không nào? Từ vựng này trong tiếng Anh các bạn đã quen thuộc lắm rồi, nó là religion. Nhưng từ vựng này thì rất tiếc là IELTS lại không sử dụng. Nó dùng từ vựng khác cực kỳ khó, đó là từ vựng dogma. Very good. Từ vựng này nó là một từ vựng mà chắc là hiếm khi nào mà các bạn gặp lắm. Nhưng những bạn nào mà hay đọc để thi IELTS á, thì sẽ thấy là nếu như mà các bạn đọc kỹ phần reading thì có khi nó sẽ xuất hiện đấy. Lúc mình cùng nhau đọc chữ này nha. Dogma. Good job. Thêm một lần nữa cùng cô nào. Dogma. Yes, đúng rồi, nó gần như là bằng với chữ religion, có nghĩa là tôn giáo hoặc là tín ngưỡng. Một điều khiến cho bạn có thể tin tưởng vào trong cậy vào, ví dụ như cô có câu sau đây. Their political dogma has blinded them to the real needs of the country. Như câu vừa rồi mà các bạn vừa thấy thì mình có political dogma chính là gì nhỉ? Cái niềm tin về chính trị, đúng rồi. Ở đây thì chúng ta không thể nào dịch là tôn giáo chính trị được, đúng không nào? Vậy nhớ là một từ vựng ở trong nhiều ngữ cảnh khác nhau thì có thể có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng vẫn phải cùng một cái trường từ vựng như thế, chứ không thể nào mà từ lạnh trở thành nóng được, đúng không nào? Ừ, vậy thì hy vọng là cái từ vựng dogma này đã được bổ sung vào trong vốn từ vựng của các bạn, khiến cho cái lượng từ vựng của mình trở nên phong phú và nhiều hơn, áp dụng vào trong đề thi cũng hiệu quả hơn nha.
Vừa rồi cô đã trình bày cho các bạn những danh từ liên quan đến một quan điểm, một ý tưởng, một ý kiến đúng không nào? Còn bây giờ chúng ta hãy tự tưởng tượng thử xem, nếu như có ai đó nói với bạn rằng tôi nghĩ là việc sống thử là không nên, vậy thì bạn vừa nghe xong được quan điểm của người đó, chắc chắn là lập tức trong đầu mình sẽ đánh giá ngay, tức là quan điểm này có đúng không, quan điểm này có cụ thể không, có thuyết phục không. Vậy thì các bạn thấy là việc đúng hay sai là những từ vựng rất cơ bản rồi, nó có thể là right or wrong đúng không nào, cơ bản rồi. Còn từ vựng mà cô muốn nói đến hôm nay, ví dụ như cô có từ thuyết phục, một cái gì đó có tính chất thuyết phục, ví dụ như cô muốn nói một câu là quan điểm của anh chàng đó rất có tính thuyết phục, mình sẽ nói là his perspective is very convincing. Đúng rồi, tính từ convincing có nghĩa là thuyết phục đúng không nào. Nhưng rất tiếc là một lần tiếc nữa, DDIELTS lại khuyến khích các bạn sử dụng một từ vựng mang tính chất academic hơn, đó chính là từ vựng compelling. Compelling bằng với convincing, nhưng nó chỉ được sử dụng trong các văn bản mang tính chất học thuật thôi. Vậy lúc mà các bạn viết á, nhớ từ vựng convincing vẫn đúng đấy, nhưng mà từ vựng compelling sẽ giúp cho các bạn có được số điểm cao hơn. Vậy thì một quan điểm, một ý kiến mà nó thuyết phục mình thì có phải chăng nó là một cái ý kiến mà mình cảm giác là mình có thể tin tưởng vào nó được, mình có thể trông cậy vào nó được đúng không nào? Từ vựng đó chắc chắn là các bạn đã rất quen thuộc với cái chữ reliable, phải vậy không? Nhưng mà reliable lại ít được sử dụng trong IELTS lắm cơ. Cái từ mà cô đang muốn nhắc đến ở đây chính là chữ credible. Credible là một chữ mà nó có ý nghĩa tương tự như reliable, nhưng nó lại formal hơn, tức là trang trọng hơn, và được sử dụng trong những văn bản có tính chất học thuật cao hơn. Nếu các bạn đọc trong đề thi IELTS thì có một số những đề thi, ví dụ nó có thể liên quan đến chủ đề môi trường này hoặc là chủ đề chính trị này, lúc đó người ta không sử dụng cái từ reliable đâu, mà chữ được sử dụng ở đây là credible. Hoặc nếu như các bạn thường xuyên gọi là làm những cái bài viết, các bạn đọc một số những cuốn sách về IELTS, ví dụ như cuốn IELTS của Collins này, các bạn sẽ thấy là từ vựng này được sử dụng rất nhiều bên cạnh cái từ vựng reliable. Vậy nếu như các bạn muốn làm cho cái bài viết của mình hoặc là cái bài đọc của mình có số điểm cao hơn thì hãy cố gắng học từ vựng này và áp dụng nó nhiều hơn nha. Hai tính từ mà cô nói vừa rồi chính là credible và compelling, là những tính từ mang ý nghĩa tích cực, tức là một cái gì đó nó rất là thuyết phục này, nó rất là đáng tin cậy này. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số những quan điểm mà mình cảm thấy là chẳng thể nào tin được, bởi vì nó chẳng có rõ ràng đấy, mơ hồ quá. Vậy mơ hồ trong tiếng Anh là gì ta? Yes, đây có thể là một từ vựng mà các bạn rất là ít gặp. Nó là từ vựng ambiguous. Ambiguous, yes, nó có nghĩa là mơ hồ và không rõ ràng. Các bạn thấy là trong IELTS nó xuất hiện rất là nhiều những từ vựng mà tụi mình ít khi nào gặp ở ngoài đời sống ha. Vậy nên để cho các bạn có thể làm được đề thi này một cách tốt hơn thì đừng chỉ sử dụng những từ vựng trong đời sống không, mà hãy nâng nó lên một mức cao hơn, sử dụng những từ vựng học thuật, tức là ambiguous ở đây. Vậy các bạn hãy cùng cô phát âm chữ này nhé. Ambiguous. Very good, bây giờ mình tăng tốc lên đọc cho tốt nha. Ambiguous. Yes, perfect. Vậy bên cạnh những cái ý tưởng mà nó có cảm giác là nó mơ hồ thì một ý tưởng còn có thể như thế nào nữa ta? Yes, cái ý tưởng đó có thể là nó chưa vững vàng, nó còn có khuyết điểm, nó còn có lỗ hổng và chưa đáng tin cậy đúng không nào? Một từ mà nói về lỗ hổng, về cái khuyết điểm ở trong này, đối với kinh tế thì người ta thường sử dụng từ vựng defective, phải không? Nhưng đối với ý tưởng người ta lại sử dụng một từ khác, đó là chữ flawed. Flawed. Lớp mình phát âm với cô nhé. Flawed. Cái âm ed ở đây mình đọc nó là âm d ở trong tiếng Anh nha các bạn. Lớp mình phát âm nào, flawed. Very good, đúng rồi, flawed là một tính từ đi từ danh từ flaw. Và danh từ flaw ở trong tiếng Anh chắc có lẽ các bạn đã nghe rất nhiều bài hát và gặp được từ vựng này rồi. Mình có cái cụm rất quen thuộc đó chính là flawless. Flawless tức là gì ta? Yes, nó bằng với chữ perfect. Khi mà bạn trở nên flawless, tức là bạn không có khuyết điểm nào cả, và lúc đó chính là mình hoàn hảo đúng không nào? You wake up, post up,
Vậy hy vọng là tất cả các từ vựng vừa rồi đã giúp cho các bạn có thể in sâu được vào trong trí nhớ của mình và áp dụng thật tốt vào trong đề thi IELTS sắp tới. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy cùng cô làm bài tập sau đây nha. Đối với bài tập này, cô có rất nhiều những từ vựng được bỏ sẵn ở trong khung. Mục vi của các bạn là vô cùng đơn giản. Lấy các từ vựng này và điền vào các chỗ trống giúp cô nhé. Rồi, các bạn hãy cùng làm thử xem mình đúng được bao nhiêu nào. Như vậy thì video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là bài tập vừa rồi các bạn đã đạt được số điểm tối đa, chứng tỏ là tụi mình đã học thuộc từ vựng rất là tốt. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip lần tới. Và hy vọng là tụi mình sẽ có thêm được nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa nha. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ cô đi nghe bài hát Flawless đây. You wake up, post up, round round in it, lost in on it.